lại, chặn nó lại, chặn nó lại, chặn nó lại. Mày đi đâu? Mày lại không? Bây giờ Thư không yêu mày ấy. Mày nhốt Thư ở trong nhà thế à? Hả? Tao thì đây là Thư ấy. Gia đình Thư bắt tao phải lôi Thư về. Phải lôi Thư về mà mày Thư đấy à? Hả? Thằng có đang yêu. Nhưng mày nhốt Thư ở nhà mày. Mày ép Thư phải cưới mày, hiểu chưa? Mày suy nghĩ lại đi, hiểu chưa? Mày đừng có giả vờ. Tao à? Thì à? Sao? Mày làm gì đâu mà sao? Chúng mày là... Mày làm sao? Mày đâu? Thì đến đâu? Mày đâu? Website chăn mèo hâm mộ uy tín số 1 Việt Nam trả thưởng cực nhanh với nhiệm vụ hàng ngày hấp dẫn. Tỷ lệ 2.6 cực cao, chính ngay tại crowmo.vn anh em nhé. Hello anh em nhé. Thì thật sự lưu với mọi người là Kiên đang rất là bức xúc mọi người ạ. Thì hôm nay Kiên vừa mới xem được cái video mà thằng Quang nó bắt Thư về nhà, xong là nó nhốt Thư ở trong phòng, xong là nó đánh Thư các bạn ạ. Bây giờ thì nó ép buộc Thư phải cưới nó trong khi mà Thư không đồng ý cưới nó. Thì vừa nãy mình có hẹn mấy anh em nữa rồi, là anh em mình chuẩn bị là xuống tận nhà thằng Quang với nhà Dũng luôn để anh em mình lôi Thư về mọi người ạ. Hôm qua thì anh xem cái video đấy anh bức xúc quá cả đái ra, nó đánh Thư xong là nhốt Thư vào trong phòng ấy, nó ép Thư phải cưới, xong là nó nói thẳng với Thư như này, mục đích của nó ấy là nó muốn cưới Thư để nó lấy tài sản. Bây giờ anh em mình cũng đang gọi mấy anh em kia lên đây nữa. Giờ chờ mấy anh em kia lên thôi. Đúng rồi anh. Sang tận nhà nó. Anh em rồi. Tôi bây giờ sẽ gọi thêm người anh em tôi sang tận nhà ba con chó đấy luôn anh em ạ. Còn là mình nói thật với anh em là ba thằng đấy đéo đủ tuổi gặp tôi, nhưng mà thật ra là nó rất là mõm. Đấy. Có dẫn ra ngoài đường thì gặp thằng anh mình đâu, hẹn một cũng dám đi. Nếu mà đủ bản lĩnh ấy thì cứ gặp nhau một thì biết thằng nào hơn thằng nào. Chứ đừng có mõm. Con là nó bắt ép Thư, nó đánh đập, nó nhốt Thư ở trong phòng xong là nó đánh đập Thư. Thật sự luôn mình rất là thương Thư các bạn ạ. Thư thì Thư ở nhà, Thư bị chúng nó nhốt, chúng nó đánh đập, chúng nó ép cưới như thế. Chúng nó đã không yêu thật lòng rồi thì chúng mày đừng có ép cưới Thư như thế, bởi vì ấy, Thư không có cưới chúng mày, hiểu chưa? Chúng mày đừng có ép. Chúng mày ép Thư ấy, nhưng mà Thư không cưới chúng mày ấy, thì sau này ấy, Thư cũng không trả ở mày đâu. Quá khốn nạn. Bây giờ ấy kể cả ép nhá, nhưng mà bố Thư ấy đang tin tưởng thì chúng bố Thư ấy không biết gì về bộ mặt thật của mày thôi. Còn lúc mà bố Thư biết bộ mặt thật của mày nhá thì bố Thư ấy không bao giờ ấy cho mày cưới. Mày cứ yên tâm về một điều như thế còn là. Anh ơi. Có đi lại chứ chưa? Đi lên, chặn nó lại. Chặn lên, chặn lại cho anh đây. Lên, chặn nó lại. Lên, có sống không? Có, không biết chặn ở đi lại trên đây này. Lên, có sống không anh em nhá? Đúng rồi, bây giờ bắt tóm xấu luôn, lô về nó về nhà thả đi Thư ra luôn. Anh Thư này, đây, có đi được. Cưới mày rồi, đúng chưa? Nhưng mày nhốt Thư ở nhà mày.
Mày ép Phương phải cưới mày, hiểu chưa? Mày suy nghĩ lại đi, hiểu chưa? Mày đừng có giả vờ. Tè à? Dạ. Sao? Mày làm gì đâu mà sao? Chúng mày là... Mày làm sao? Hả? Còn là anh em tao ấy, hôm nay... Đã ở đây rồi, anh em tao đố cho mày gì đấy. Hôm nay tao thật mày này. Một là mày trả như về. Hai là nói thẳng như là tầm mày không thích Thư nữa. Thả mày đâu? Nhà của Thư thì Thư ở nhà Thư, mày hiểu không? Còn mày chả có quyền gì bắt Thư ở sang nhà mày hiểu chưa? Thôi đi bao nhiêu nữa? Đặt không thôi. Rồi kia lại. Mày giỏi chạy đâu? Để đâu? Để đâu? Để đâu? Để đâu? Để đâu? Để đây. Để đây. Để đây. Để đây. Để đây không? Để đây không? Chạy đi. Nhảy xuống đi. Nhảy đây nhá. Nhảy xuống này anh nhá. Đi. Tóm lại. Nó chạy đố này rồi. Chặn nó lại là xong. Đố chạy đấy. Con này đố con này, con này chạy đấy. Đi này này, chạy kìa. Đi lại không? Mày đi lại. Chạy được. Chạy lại. Đứng lại. Đi phải không? Đạp nó! Đạp thôi! Mày chạy đi! Chạy đi! Mày chạy đâu? Quay lại! Thằng kia quay lại đây! Quay lại đây! Kia quay lại đây! Mày quay lại đây. Quay là thằng nào được, quay lại đây. Mày quay cho mày ơi. Mày quay quay thằng nào đây. Chạy đâu? Mày chạy đi. Chạy đi. Ngồi xuống. Mày ngồi xuống. Thế ý là như nào? Vẫn bênh bố mày đúng không? Mày thái độ đúng không? Tao chả làm gì, tao phải sợ, tao chả làm gì sai. Mày có làm gì sai á? Cả nước người ta biết là mày ấy, mày bây giờ tranh giành. Bây giờ mày bảo chú làm sai á. Hả? Tao tranh giành à? Hay là do gia đình Thư thích tao đồng ý? Thích mày, mày á? Mày là cái tranh giành của tao ấy. Thích mày á? Mày thích hả? Tao có nhiều thứ hơn mày. Mày thứ gì? Hả? Mày chuyện rồi. Bây giờ mày như thế nào hay để các em tao bẻ mồm mày? Hả? Cứ gọi được ăn gọi ra đây xem nào. Mày gọi được thằng nào ra đây gọi luôn ra. Hả? Còn thằng kia vẫn đi bộ kìa. Thằng kia chạy rồi. Tôi nói mày biết này. Không phải gọi là mày chạy đông mà mày ỉ hiếp yếu, hiểu không? Còn mày thích thì cho một cái hẹn. À, đây là hẹn luôn đi. Nhưng mà hôm mồm hẹn nữa. Nhưng mà hôm mày dạ mày toàn úp anh tao sao? Hả? Xong nhiều hôm mạnh mồm bảo là muốn được điện nhau. Mày là một đi xem nào. Tao đéo có một một đâu, tao ngu bùi thì. À. Ủa chứ? Thích một đâu. Bảo nói chuyện xong tiêu đông người cắn tao à? Ai, thế thôi nhà tao phá nhà tao đấy. Tao chỉ sang tao bắt Thư về thôi. Mày bắt à? Mày bắt sao mày phá nhà tao à? Mày có quyền gì? Mày bắt mà mày phá hết nhà kia gì đấy à? Thu mày có liên quan đéo gì mà đến mày... Mày đéo liên quan gì hiểu chưa? Còn thằng nào đủ bản lĩnh ấy, bảo gọi thằng ấy ra đây. Mày gọi hết người ra đây. Tao chả biết. À mày lên gọi đồ cơm gạch anh nhở. Nó cầm đồ anh ạ. Mày ngồi như này. Mày ngồi đi. Bắn lại. Đi phải vào đây. Mày nhèo.
điều như thế sao nhá? Để lên đây. Sao không? Chúng ta chặn lại em ơi. Sao đấy anh ơi? Mẹ gãy ốc rồi. Sao không? Không sao. Thôi em ơi. Thôi. Thôi. Thôi em ơi, thôi đi. Thôi em ơi. Thấy chưa? Sao thằng này ai bị sao không? Đã chân à? Ừ. Sao không anh? Đã hết chân rồi. Đã chân rồi. Bây giờ là bị sao không? Rồi. Về nhà hàng nào đây? Nó rồi. Em hàng sau. Giờ nó cũng về nhà đâu. Em sao bên kia rồi? Ô, chắc anh nhắm nó chạy để dẻo này rồi. Anh dẻo ấy. Anh phút rồi này. Nó lại chạy rồi. Nó lại chạy anh em ạ. Nếu mà nó không chạy thì không bao giờ đủ tuổi đấy, anh em nhá. Không bao giờ đủ tuổi đâu. Còn này mình nói thật với các bạn nhá. Rồi. Mà chạy lần này là sắp không chạy được. Cái này sao chạy được một đôi một cái à? Một cái trên kia thôi. Phải không? Phải. Một cái trên kia thôi. Đi đâu? Đâu anh đi hai cái mà. Có hai cái mà em. Ừ. Bực quá cái đấy mà con viên gạch chuyển nó vào mồm nó. Thật anh. Con gạch mà. Bỏ không nặng hả? Ừ, ok em. Dùng gạch nữa. Định phang. Mai sau và anh em nghe được không à? Đầu vỡ mồm đấy. Mai sau mấy anh em không sao rồi. Bây giờ đi nhanh quá anh ạ. Hả? Nhanh quá. Bây giờ đi nữa tiếp anh. Lúc ấy tí nữa cho em lên gạch vào đầu. Mai cúi xuống. Đấy em mới thấy lớp này. Không phải rồi. Rất nhiều rồi. Chắc trên kia rồi anh ạ. Không, anh nhớ anh đi bằng đôi mà. Thật lóng lắng con chó này. Về thật anh em ạ. Mấy anh em chúng tôi dình mấy hôm qua rồi. Chưa tóm được. Không biết nó chạy đâu. Bây giờ đi đuổi nó tiếp đi anh. Không biết nó chạy đi rồi. Nên kia cho nó rơm lên mặt. Chuyến lên trên đấy trước xem là anh đi. Bây giờ nó chạy. Đấy, anh này tìm lối dép á. Chỉ có lúc anh cháu đi này đi đọc. Nhớ lúc đó của anh tượt cái chỗ anh rút mà rào ấy. Ừ. Chỗ đấy rồi. Chỗ đấy. Đâu đi đâu. Anh đi về nhà anh. À lợn vượn vẫn được, cho vẫn được vượn kìa. Kìa. Nhìn chưa? Anh em nhìn chưa? Thế cho được vượn đây này. Đấy. Nó cho nó vượn đây anh em. Ném kìa. Ném gì? Anh ném đá kìa anh. Ai con chó? Sợ chạy à? Chạy ngay. Chạy rồi. Con nó sợ anh ạ. Mấy anh em mình đang đuổi anh em ạ. Nó sợ rồi. Sợ chạy rồi anh em ạ. Tưởng vẹo như nào. Mấy anh em đang đuổi trên kia anh em ạ. Mấy em nó lại đuổi trên kia rồi. Chúng nó đuổi trên kia rồi. Cài ở đây anh em ạ.
Rồi đây chị nhá, anh em chị phóng cho nó dắt này không? Vâng. Cay quá mình nhảy mẹ không mình đuổi nó luôn. Nhà nó có đuổi bố mất con xe bố mình. Cay quá.